Thủy xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Thủy ra vườn Thủy hái đu đủ chín vào ăn á các bạn. Đây là cây đu đủ nhà Thủy nè. Mùa nắng nên nó không được đẹp ha, vì con rầy nó nhiều á nên trái đu đủ nó hơi xấu. Đây là trái đu đủ chín nè các bạn, Thủy hái vào. Và như các bạn cũng biết á, đu đủ thì mình sử dụng được tất cả luôn các bạn, thân, rễ, lá và trái đều sử dụng được. Trái đu đủ này mùa nắng nó ngọt lắm các bạn. Trái đu đủ là các bạn ngon chưa, rất là ngọt ha. Thủy hái đem vào gia đình sử dụng. Và sẵn đây Thủy chia sẻ với các bạn một bài thuốc gia trị một cốc về cái nhựa đu đủ rất là hay nha các bạn. Thì đây là trái đu đủ là các bạn, trái đu đủ xanh ha các bạn. Các bạn hái trái đu đủ xanh thôi nha. Các bạn đừng hái trái đu đủ non quá và cũng đừng già quá như trái vừa Thủy hái nha. Thủy hái các bạn hái trái xanh xanh như thế này nè. Sử dụng chỉ một cốc thì các bạn sử dụng cái nhựa của đu đủ ha, nên là Thủy sẽ hái vào nhà và Thủy sẽ chia sẻ với các bạn nha. Mình sử dụng cái nhựa này là các bạn, cái nhựa đu đủ này nè mình sử dụng mình để mình thoa một cốc á, nhưng mà mình hái như thế này mình không được thoa lên nha các bạn, vì nó có bụi bặm nhiều á, dễ bị nhiễm trùng á, nên Thủy sẽ hái Thủy đem vào nhà. Mà có đu đủ thì các bạn ra vườn các bạn hái một cái đu đủ như thế này ha, mình vào mình sử dụng ha. Còn như mà các bạn không có thì các bạn có thể ra chợ hay các bạn mua một trái đu đủ này về mình sử dụng, thì giá thành của nó cũng rất là rẻ, từ chỉ có từ 10.000 đến 20.000 một trái đu đủ thôi các bạn. Và các bạn trị một cốc bằng cái nhựa đu đủ này thì hiệu quả cao, an toàn, chi phí thấp nữa, và nó để lại cho mình kết quả không đau, không sẹo và không chảy máu các bạn ha. Thì bây giờ trên thị trường bây giờ có rất là nhiều thuốc trị về một cốc, và có thể là như là cũng có thể là dùng thuốc dán, thì đã dùng thuốc dán rồi các bạn. Thì thấy thuốc dán thì dán một thời gian thì Thủy thấy rất là tê và đau từ cái chỗ một cốc bên cổ chân á, thì Thủy đã ngưng sử dụng và Thủy tìm hiểu các biện pháp dân gian. Thì Thủy đã sử dụng qua cái phương pháp dân gian là trị bằng nhựa đu đủ này thì cực kỳ hay ha các bạn ha. Thì bây giờ trên thị trường không có thể là dùng cái phương pháp là bắn laser, nhưng mà Thủy thấy phương pháp bắn laser này á thì nó tốn thời gian đi lại, chi phí nó cao, và bắn laser thì người ta phải bắn sâu các bạn cho nó hết cái cùi một cốc á, nên nó cũng hơi đau các bạn, và cái làm vết thương cũng lâu nữa. Hôm trước mình có đến bệnh viện Gia Liễu mình bắn một lần thì về cái chân mình nó đi rất là đau và để lại cái bắn rất là sâu á, nên mình nhìn cảm thấy cũng hơi sợ các bạn ha. Và Thủy cảm thấy là cái phương pháp trị bằng nhựa đu đủ này thì cảm thấy rất là an toàn, hiệu quả, và Thủy thấy thích lắm các bạn, nên Thủy muốn chia sẻ với các bạn ha. Nếu các bạn nào hợp với cái bài thuốc này thì thời gian trị nó rất là nhanh, thì chỉ trong vòng 5 ngày đến 1 tuần thôi là các bạn sẽ thấy hiệu quả liền các bạn, nên các bạn áp dụng thử phương pháp hãy chia sẻ nha, để lại cho mình kết quả rất là nhanh, an toàn, hiệu quả, không đau và không chảy máu các bạn, và không sẹo nữa, chi phí rất là thấp, các bạn an tâm sử dụng nha. Sau đây là Thủy vào nhà Thủy sẽ chia sẻ với các bạn cách làm nha các bạn. Qua nhiều biện pháp, ví dụ như là ngũ nhược trái sung nè, vỏ chuối, tí tô, tỏi và mật ong. Nhưng mà Thủy thấy thích nhất là cái phương pháp chữa trị bằng nhựa trái đu đủ xanh. Thủy thấy cảm thấy nó rất hiệu quả, không đau, không để lại sẹo. Ra vườn hái hay là mua về á, các bạn rửa sạch và các bạn lau khô đi. Các bạn sẽ rọc ha. Các bạn sẽ rọc như thế này ha, rọc cho nó. Các bạn sẽ rọc ha, rọc dọc như thế này ha, lấy cho nó chảy nhựa ra ha.
Lấy cái chén các bạn hứng vào ha, bạn hứng vào như thế này. Sau khi các bạn quậy lên ha, một nước và một nhựa đu đủ ha, bạn cho vào cứ một muỗng nhựa đu đủ là một muỗng nước. Các bạn sẽ quậy lên thì sẽ chất nhựa nó sẽ kết tủ thành một cái chất nó đặc lại như thế này nè các bạn. Nè các bạn ha. Và các bạn quậy đều lên. Và các bạn lấy một cái cây bông tăm như thế này nè. Các bạn nhúng vào cái nhựa tho lên. Các bạn tho lên chỗ một cốc ha. Các bạn massage trong vòng 3 phút ha, 3 phút các bạn chấm lại, các bạn thoa thêm một lần nữa ha. Và các bạn để như vậy trong 5 tiếng nha. Hoặc là các bạn để qua đêm, sáng hôm sau mình rửa cũng không sao hết á. Cái liệu trình này thì có hiệu quả từ 1 tuần hoặc hơn ha các bạn. Cho những cái mụn nhỏ ha. Còn cái mụn lớn hơn thì phải 1 đến 2 tuần mới hết nha các bạn. Các bạn kiên trì trong 1 đến 2 tuần ha. Các bạn hãy sử dụng theo cái phương pháp này ngày 2 lần, sáng và tối. Nếu mà còn sử dụng còn thì mình cứ bỏ trong tủ lạnh mình sử dụng thôi. Chừng nào hết thì mình làm cái khác, không cần phải mỗi ngày mỗi làm đâu. Nên cũng rất là tiện ha. Cái phương pháp này nếu mà các bạn nào mà cảm thấy mình đang bị thì áp dụng thử cái phương pháp này thì thấy rất là hay. Không đau, không sẹo và cũng duyên nguyên liệu cũng dễ tìm nữa. Các bạn thử nha. Cũng đã bị ở tay nè các bạn, ba mụn ở tay nè và ở chân rồi, cũng chân to lắm. Và dùng cái phương pháp này mình cảm thấy hết và không tốn nhiều chi phí, nên mình muốn chia sẻ với các bạn. Và nếu các bạn nào có phương pháp nào mà hay thì xin để lại một bình luận để cho thầy biết được cái phương pháp mình đến với các bạn có áp dụng có được hay như thầy đã áp dụng không nha. Xin cảm ơn các bạn, xin chào.